Thì Trang ơi, bật FPT bật số 0 ấy. À, em vào home, cầm điều khiển vào nút home xong bắt đầu bấm vào nút home là nó có chỗ live ấy. Có hình máy quay, bấm vào live đấy xong là bấm vào đấy nó có chương trình đang trực tiếp ấy. Không quay ngang được đâu, anh vừa lấy máy mẹ anh về thử rồi. Chỉ quay được này thôi, mọi người dùng điện thoại thì mọi người quay nhé. Anh đang quay máy ngang rồi mà. Thank you.
kia rồi cho quay nghiêng điện thoại nhưng mà không được. Anh đang live bằng máy Oppo không phải iPhone, nó không quay được hay sao ấy.